du lịch sinh thái Tân Dân của TNT Group khởi công vào ngày 23 tháng 6 là một trong những dự án bất động sản du lịch lớn nhất của thị xã Nghi Sơn của tỉnh Thanh Hóa trong năm 2021. Cụ thể, dự án được TNT Group đầu tư quy mô lên tới 84,8 ha với tổng vốn đầu tư là hơn 3.660 tỷ đồng. Dự án nằm cách quốc lộ 1A khoảng 1 km, cách trung tâm thị xã Nghi Sơn 20 km, cách Sầm Sơn khoảng 30 km và cách trung tâm thành phố Thanh Hóa là 35 km, thuận lợi trong việc liên kết vùng giữa các đô thị, trung tâm du lịch, kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa. Ngoài ra, khu vực dự án tiếp giáp với tuyến đường ven biển kết nối chuỗi du lịch biển bao gồm Sầm Sơn, Tiên Trang, Quảng Nham, Hải Hòa, Hải Thanh, tạo thành quần thể du lịch quy mô hiện đại của tỉnh Thanh Hóa.